Dạ vâng, xin chào toàn thể các bác quay trở lại với shop phụ kiện BCB của bên em. Thì trong video ngắn ngày hôm nay bên em giới thiệu với các bác một số cái dòng laser để hỗ trợ các bác lắp cho súng BCB nhé. Các loại súng côn đôi bích truyền thống này, súng cồn, súng chế, các bác và anh em nào mà chưa có laser các bác có thể tham khảo trong video này của em. Em sẽ giới thiệu báo giá công khai luôn. Đấy, thì bác nào mà lấy được con nào có thể liên hệ tới số điện thoại của bên em để trên màn hình nhé. Bên em sẽ tư vấn hỗ trợ cho các bác. Thì cũng không phải để các bác và anh em phải chờ đợi lâu, sau đây em sẽ đi vào giới thiệu luôn. Đấy, dòng laser đầu tiên em giới thiệu cho các bác là dòng laser đầu đạn nhé. Mẫu laser đầu đạn này thì là một dòng laser mà đang được các bác và anh em chơi cực kỳ là nhiều. Loại này thì có tia đỏ hoặc là tia xanh nhé. Phụ kiện đi kèm thì có bộ kẹp dây này, dây 11 và dây 20. Các bác kẹp Kondo FX truyền thống đều được nhé. Một bộ kẹp nòng. Kẹp nòng này thì các bác kẹp cho truyền thống hoặc là cho thể thao này. Đấy, một cục sạc và một cái dây công tắc phụ cho các bác. Đấy, dòng laser đầu đạn pin của nó sẽ là pin sạc như này nhé. Pin của nó sẽ là pin sạc như này. Đấy, một cục pin này hết pin các bác sạc trực tiếp bằng điện lưới luôn nhé. Đấy, giá cục pin này em đang bán lẻ cho các bác với giá 50.000 một cục. Đấy, thì về laser này, chỉnh tâm lên xuống sang trái sang phải cho các bác này. Đấy, màu đỏ thì giá em đang bán cho các bác với giá 260.000 đồng nhé. 260.000 đồng đã bao gồm phí ship rồi các bác. Màu xanh. Đấy, dòng laser màu xanh thì để các bác soi ban ngày hoặc là ban đêm. Các bác bán ban ngày ban đêm các bác lấy màu xanh này. Màu xanh thì nó cao hơn nhé, màu xanh đang bán cho các bác với giá 300. Đấy, laser đầu đạn màu xanh 300, phụ kiện đi kèm thì vẫn đầy đủ hết cho các bác nhé. Mẫu đầu tiên, mẫu thứ hai, lòng dòng laser ống to. Laser ống to thì loại này cũng có tia đỏ và tia xanh. Loại này thì kẹp dây thì chỉ có kẹp dây 11 thôi nhé. Và một bộ kẹp nòng. Bộ kẹp nòng của nó thì các bác có thể kẹp được cho FX. Đấy, và màu đỏ này thì các bác chỉnh tâm bên trong này nhé. Các bác xoáy cái này ra các bác chỉnh tâm nhé. Chỉnh xong thì các bác vặn vào. Đấy, chống nước, chống bụi, chống bẩn cho các bác. Đấy, màu đỏ thì em đang bán cho các bác với giá 330.000 đồng nhé. Xin lỗi các bác là 300.000 đồng màu đỏ nhé. Đấy, để các bác bán ban đêm. Màu xanh. Đấy, màu xanh các bác bán ban ngày thì giá là 330 nhé. 330.000 đồng cho một cái màu xanh. Đấy, laser ống to này thì pin của nó sẽ to hơn nhé. Pin to hơn là dùng được lâu hơn. Đấy, chống nhảy tâm, chống nước tốt cho các bác. Về laser đèn pin thì có loại laser đèn bà, laser đại bàng. Loại này thì cũng có tia đỏ và tia xanh nhé. Nó loại này thì chỉ có kẹp dây 11 và dây 20 thôi, không có kẹp nòng các bác nhé. Đèn pin các bác xoay được từ 4 đến 50 mét. Đấy, đèn pin thì ba chế độ sáng đầy đủ hết cho các bác. Đấy, màu đỏ, màu xanh, màu đỏ thì giá là 430 các bác nhé, 430.000 đồng. Đấy, màu xanh thì giá em đang bán cho các bác với giá 470 nhé. 470.000 đồng cho một cái laser đại bàng màu xanh. Màu xanh này thì các bác bán ban ngày hoặc là ban đêm, nhiều bác thích ban đêm bắn màu xanh thì các bác lấy đi bắn ban đêm cũng được nhé. Đấy, laser thì tích hợp thêm đèn pin, hai pin riêng biệt cho các bác. Đấy, 470.000 cho một cái màu xanh. Đấy là về ba cái dòng laser. Còn về dòng kính bắn nhanh thì bên em vẫn đầy đủ hai loại cho các bác. Loại đầu tiên thì em giới thiệu cho các bác là dòng laser là kính bắn nhanh con rán nhé. Kính bắn nhanh con rán này thì nhỏ gọn này, ưu điểm nhỏ gọn và nó có nhiều tâm để các bác lựa chọn. Đây các bác xem nó có 1, 2, 3, 4 tâm nhé, đầy đủ hết tâm cho các bác. Đấy, tâm của nó thì có màu đỏ hoặc là màu xanh. Đấy, các bác nhìn màu xanh hoặc màu đỏ nhé. Đấy, các bác bắn ban ngày thì các bác dùng màu xanh, ban đêm thì các bác dùng màu đỏ. Loại này thì các bác bem thú lớn này, bem trong tầm 7 đến 80 mét, bem thoải mái luôn nhé, nhìn cực kỳ là nét. Đấy, kính này thì giá đang bán cho các bác với giá 400.000 đồng. Đấy, bao gồm phí ship cho các bác. Kính bắn nhanh con rán đang sử dụng là chân dây 11 nhé. Đấy, các bác chơi ná cao su thì các bác cũng có thể cân nhắc sang con kính này. Đấy, các bác bem gần thì các bác chơi con kính này nó cực kỳ là tiện nhé. Tiện hơn rất nhiều so với những cái dòng kính dài. Đấy. Dòng thứ hai em giới thiệu cho các bác là kính bắn nhanh ống tròn. Loại này thì bên em đang là hàng loại một full kim loại cho các bác nhé. Full kim loại này, tâm của nó sẽ là tâm một dấu chấm nhé. Chân dây 11 hoặc chân dây 20. Đấy, chỉnh tâm lên xuống sang trái sang phải đầy đủ hết cho các bác. Kính bắn nhanh này thì chống nhảy tâm tốt cho các bác này. Đấy, chống nước, các bác chống nước thì tương đối thôi. Các bác đi mưa nhỏ thoải mái nhé. Còn các bác không cho các bác test ngâm nước nhé. Đấy, các bác đi mưa nhỏ thì thoải mái cho các bác, không lo chập đèn cháy đèn. Loại này thì tâm một chấm tròn. Đấy, các bác bem cũng trong tầm 7 đến 80 mét. Giá thì đang bán cho các bác với giá là 300.000 đồng nhé. 300.000 đồng bao gồm phí ship cho các bác. Đấy, kính ống tròn full kim loại 100%. Đấy là về dòng kính bắn nhanh và dòng laser. Còn các bác nào mà đang chơi súng chế này, các bác chưa có thanh dây thì các bác tham khảo thêm cái chân dây nâng kính nhé. Chân dây này thì đang bán cho các bác giá lẻ là 130. Các bác mua theo kính thì để các bác 100 nhé. Đấy, chân dây này thì chân dây 11, chân dây 20. Đấy, chân dây nâng kính đa năng các bác lắp được cho các loại súng cồn, súng chế nhé. Đấy, để các bác lắp kính ngắm đèn pin laser. Đấy, thì bác nào mà quan tâm tới loại nào các bác liên hệ với số điện thoại của bên em để trên màn hình nhé. Thì video của em đến đây xin được kết thúc và hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo của em ạ.